Mến chào các bạn. Các bạn ơi, mình đang quay cho các bạn xem. Đây là một loại lan. Lan này có cái tên là lan dendro nha các bạn. Loại lan dendro này nó cũng có rất là nhiều màu này các bạn. Mình làm một cái clip này là riêng về cái loại hoa dendro để chia sẻ cùng các bạn. Mời các bạn cùng xem nha.